Chào mừng các em học sinh đã đến với series Giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 của anh Hữu Duy. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần Skill 1 của Unit 9 Cities of the World với các kỹ năng Reading và Speaking liên quan đến chủ đề các thành phố trên thế giới nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần bài tập số 1. Skill 1 Reading Work in groups Work at the podcast and discuss. Ở phần bài tập này, các bạn sẽ làm việc theo nhóm. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào tấm bưu thư ở bên tay phải và tiến hành bàn luận cho các câu hỏi dưới đây. Câu hỏi số 1. When do people write a postcard? Khi nào thì mọi người sẽ viết một tấm bưu thiếp hay bưu thư? Câu hỏi số 2. What do they often write on the postcard? Họ thường sẽ viết gì trên một tấm bưu thư? Để trả lời được những câu hỏi này, thì các bạn hãy cùng cô nhìn sang phần bưu thư bên tay phải nhé. September the 6th. Dear Grandpa and Grandma, ngày 6 tháng 9, thân gửi ông và bà của con. Stockholm is fantastic. Thành phố Stockholm thật là tuyệt vời. Its weather is perfect, sunny. Thời tiết ở đây cực kỳ hoàn hảo, trời nắng. Our hotel is good. Khách sạn của chúng con cũng rất tốt nữa. It has a swimming pool and a gym. Nó có một bể bơi và một phòng tập gym. It offers delicious breakfast. Ở đây thì còn phục vụ bữa sáng rất ngon lành nữa. Yesterday, Mom, Dad and I rented 3 bikes and cycled to the old town. Ngày hôm qua thì mẹ, bố và con đã thuê 3 chiếc xe đạp và đạp xe tới phố cổ. My parents wore their helmets and I wore mine. Bố mẹ thì đội mũ bảo hiểm của họ và con cũng đội của con nữa. We visited the Royal Palace first. Cả nhà con thì đã tham quan lâu đài hoàng gia trước. What a beautiful place. Đó thật là một nơi tuyệt đẹp. Mom loved it. Mẹ con thì rất là thích nó. She said, Swedish art is amazing. Mẹ con đã nói là nghệ thuật ở Thụy Điển thì thật là tuyệt vời. After that, we had fika, a cafe break in a traditional cafe. Và sau đó thì chúng con đã thử fika, tức là nghỉ để uống cà phê trong một quán cà phê truyền thống. Everything is so wonderful. Mọi thứ đều thật là tuyệt vời. Wish you were here. Giá như mà ông bà cũng ở đây nhỉ. Love, my. Và đó là nội dung của tấm bưu thư mà chúng ta có trên màn hình này. Sau khi đã đọc qua nội dung bưu thư, thì chúng ta sẽ quay lại trả lời hai câu hỏi số 1 và số 2 vừa có. Câu số 1. When do people write a postcard? When they are away from home, often on holiday or business, they want to tell their families or friends that they see and do and how they feel about their experience there. Thì chúng ta sẽ viết một tấm bưu thư khi mà chúng ta đi xa khỏi nhà, thường là để đi du lịch hoặc là đi công tác. Và cái người viết bưu thư thì đang muốn nói cho gia đình và bạn bè của mình biết rằng họ đã được trông thấy gì và họ đang làm gì. Và sau đó thì họ có những cảm nhận thế nào về trải nghiệm ở nơi đấy. Câu số 2. What do they often write on a postcard? The senders often write about his or her stay in a city or country. Người gửi thì sẽ viết về trải nghiệm của bản thân mình tại một thành phố hoặc một đất nước nào đó. Các bạn có thể ghi chép lại những từ vựng mới mà chúng ta có trong nội dung của tấm bưu thiếp này trước khi chúng ta cùng nhau đi sang phần bài tập tiếp theo các bạn nhé. Bài tập số 2. Read the postcard and answer the questions. Hãy đọc lại tấm bưu thiếp và sau đó trả lời các câu hỏi dưới đây. Câu số 1. This postcard is about in Stockholm. Tấm bưu thư này là về in Stockholm. Và chúng ta có 3 phương án lần lượt là the weather, a holiday and landscape. The weather ở đây có nghĩa là thời tiết. Holidays là một kỳ nghỉ. Và landscape có nghĩa là cảnh quan. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn phương án B, a holidays. Ở dòng thứ 3, chúng ta có thể nhìn thấy các thông tin như our hotel is good. Dòng số 7, cycle to old towns. Dòng số 9, we visited the royal palace. Và rất nhiều những thông tin khác cho thấy rằng gia đình của bạn Mai đang đi du lịch rất vui ở khu vực Stockholm này. Ở trong tấm bưu thiếp, Mai đã thể hiện sự hào hứng khi cô ấy được tới tham quan Thụy Điển. Và nội dung của bức thiếp thì kể về những hoạt động mà Mai đã được trải nghiệm cùng với gia đình như nghỉ trong khách sạn, đạp xe tới phố cổ, thăm cung điện hoàng gia và thử uống một loại cà phê truyền thống tại Thụy Điển. Những hoạt động này thì đều mang tính chất giải trí và tham quan, và
Vậy nên chúng ta có thể suy ra được rằng đó là Mai và gia đình đang đi nghỉ mát ở Stockholm và tấm bưu thiếp này thì kể về chuyến đi đó. Sang với câu hỏi số 2. Yes, can. In the hotel. Đáp án của chúng ta sẽ là It's a sign. Do chúng ta tìm thấy thông tin ở dòng số 4, đó là It had a swimming pool and a gym. Có một bể bơi và một phòng tập gym ở trong khách sạn. Ở trong tấm bưu thiếp, Mai đã kể rằng khách sạn mà cô ấy nghỉ lại thì có một hồ bơi và một phòng tập thể hình. Từ đó ta suy ra khách hàng tới đây có thể tập thể dục ngay trong khách sạn. Còn lý do tại sao chúng ta sẽ không lựa chọn phương án B và phương án C bởi vì hoạt động đạp xe là để đi tham quan những địa điểm khác nằm trong thành phố Stockholm. Còn hoạt động ngắm nhìn những bức tranh trong triển lãm thì sẽ được diễn ra ở một khu vực khác hơn các bạn nhé. Sang với câu hỏi số 3. Mai and her parents rented bikes too. Mai và bố mẹ của cô ấy đã thuê xe đạp để A. Cycle around the hotel. B. Visit the old town. And C. Go shopping. Phương án lựa chọn ở đây sẽ là B. Visit the old town, tham quan phố cổ. Ở dòng số 6 và 7 thì bạn đã thấy Mai đã kể rằng đó là Mom, Dad and I rented 3 bikes and cycle to the old town. Ở đây thì Mai kể rằng mình và bố mẹ đã thuê 3 chiếc xe đạp và đạp xe cho tới phố cổ. Câu số 4. Fika is a. Fika là gì? Chúng ta có các đáp án traditional cafe, palace hay coffee break. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn a coffee break. Bởi vì ở dòng thông tin số 12 và 13, chúng ta nhìn thấy we have fika, a cafe break in a traditional cafe. Ở gần cuối tấm bưu thiếp thì Mai kể về trải nghiệm thử fika, có nghĩa là một loại hình nghỉ uống cà phê cùng với bố mẹ của mình. Và traditional cafe chỉ là nơi mà bạn ấy dừng lại để thử hoạt động fika này thôi mọi người nhé. Các bạn có thể kiểm chứng lại các thông tin sau trong bài đọc và ghi chép lại những từ vựng mới mà chúng ta có trong phần câu hỏi này nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sang phần bài tập số 3. Read the text and match the place with the things they have. Chúng ta sẽ đọc lại đoạn nội dung trên và nối các địa điểm với những thứ mà chúng có. Ở đây thì chúng ta chỉ có hai địa điểm, đó là The Hotel in Stockholm, cái khách sạn ở Stockholm, và The Old Town, đó là phố cổ. Ở cột bên tay phải, chúng ta lần lượt có các địa điểm The Royal Palace, cung điện hoàng gia, Delicious Breakfast, bữa sáng ngon lành, Swimming Pool, bể bơi, Fika, một loại hình nghỉ uống cà phê, và Swedish Art, nghệ thuật Thụy Điển. Vậy thì từ nội dung bài đọc, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy tại khách sạn thì chúng ta sẽ có các đáp án chính là The Delicious Breakfast và Swimming Pool, như bạn Mai đã liệt kê ra trong tấm bưu thiếp. Và những địa điểm còn lại thì chắc chắn sẽ thuộc về The Old Town, lần lượt có Cung điện Hoàng gia, Fika và Nghệ thuật Thụy Điển các bạn nhé. Các bạn có thể tiến hành kiểm tra tất cả những thông tin này và đánh dấu lại trong phần bài đọc các bạn nhé. Sau khi đã hoàn thành kỹ năng reading, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang hoạt động speaking của ngày hôm nay. Bài tập số 4. Word in groups. Choose a city you know. Discuss and answer the questions below. Các bạn sẽ tiến hành theo nhóm và chúng ta hãy chọn một thành phố nào đó mà chúng ta biết hoặc quen thuộc. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành bàn luận với nhau và trả lời các câu hỏi dưới đây. Chúng ta có câu hỏi đầu tiên. What city is it? Đó là thành phố nào? Câu hỏi số 2. What it is like? Nó là một nơi thế nào? The weather, the food. Chắc các bạn vẫn còn nhớ rằng là ở các bài học trước thuộc unit này, chúng ta đã học một loạt các từ vựng liên quan tới các thông tin để chúng ta đưa ra khi mô tả một thành phố. Chúng ta sẽ có con người thì như thế nào, thời tiết như thế nào, và thậm chí là thực phẩm hay những điểm đặc biệt của một thành phố, phải không nào? Câu hỏi số 3. What can you see and do there? Bạn có thể thấy hay làm gì ở thành phố này? Và how do you feel about it? Bạn cảm thấy thế nào về trải nghiệm mà các bạn đã có? Vậy thì cô sẽ có một số gợi ý như sau. Với câu hỏi đầu tiên, what city is it? It is Hanoi. Nó là Hà Nội. Câu hỏi số 2. What is this like? It's usually sunny in Hanoi. The food here is delicious and the street food is unique. Ở Hà Nội thì thường sẽ nắng và đồ ăn ở đây thì rất là ngon lành.
Đặc biệt là những món đồ ăn đường phố thì đều vô cùng khác lạ. What can you see and do there? You can visit the Hanoi Old Quarters and buy some souvenirs or go cycling along the banks of Tay Lake. Bạn có thể tham quan phố cổ Hà Nội và mua một số loại mặt hàng lưu niệm, hoặc là đạp xe xung quanh bờ Hồ Tây. How do you feel about it? I love Hanoi. Tôi rất là yêu Hà Nội. Thì các bạn có thể dựa vào phần thông tin dưới đây của cô và thành lập lên một đoạn hội thoại khác, những câu trả lời khác với những thành phố mà các bạn thân quen nhé. Chúng ta sẽ sử dụng thông tin ở phần số 4 này để tiến hành bài tập số 5. Share the information you have collected in 4 with your class. Sau khi chúng ta đã tiến hành bàn luận về một thành phố nào đó ở phần bài tập số 4, thì phần bài tập số 5 này sẽ là cơ hội để cho các bạn chia sẻ thông tin đó tới những bạn học khác ở trong lớp của mình. Ở dưới đây thì cô có một phần ví dụ như sau. We are going to tell you about Hanoi. Where is the capital of Vietnam? Chúng tôi sẽ nói với bạn về thành phố Hà Nội. Nó là thủ đô của Việt Nam. It is usually sunny in Hanoi, but it rains quite often in autumn. Thường thì trời ở Hà Nội sẽ khá là nắng, nhưng khi mà mùa thu tới thì sẽ mưa khá thường xuyên. The food in Hanoi is famous because they are delicious and the street food is unique. Thức ăn ở Hà Nội thì rất là nổi tiếng bởi vì chúng cực kỳ thơm ngon, đặc biệt là những món ăn đường phố cực kỳ độc đáo. There is many things to see and do in Hanoi. Có rất nhiều thứ để nhìn và làm ở Hà Nội. You can visit the Hanoi Old Quarters and buy some souvenirs, or go cycling along the banks of Tay Lake. Bạn có thể đi tham quan phố cổ Hà Nội và mua một số món hàng lưu niệm, hoặc là có thể đi đạp xe xung quanh bờ Hồ Tây. I love Hanoi. Tôi rất là yêu Hà Nội. I think it's a place worth visiting at least once in your life. Tôi nghĩ rằng đây là một nơi đáng để tham quan ít nhất một lần trong đời. Vậy thì đó là phần trình bày của cô. Các bạn có thể sử dụng bài mẫu này và thay đổi các thông tin cũng như thay đổi các cách diễn đạt sao cho thật phù hợp với thông tin cũng như cảm xúc mà bạn muốn truyền đạt nhé. Vậy thì thông qua bài học này, chúng ta đã có cơ hội luyện tập phần kỹ năng đọc và nói về chủ đề các thành phố trên thế giới cũng như biết được cách làm sao để diễn tả về một thành phố, mô tả cảm xúc cũng như là những trải nghiệm bạn có ở nơi đó để chia sẻ với những người khác phải không nào? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm nút chuông và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ một thông báo nào về các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 sau của anh Ngữ Jin nhé. See you soon!